Ui, bánh cá thơm đấy. Đây. Trời ơi, ở đây đồ gì cũng có này. Wow, đồ ăn mọi người ơi, đây đây. Cái này gọi là review cái trạm dừng chân nha mọi người ạ. Chào tất cả mọi người đang xem kênh Kim Hương Vlog cuộc sống ở Hàn Quốc. Bây giờ gia đình mình đang đi nghỉ hè, đang đi biển. Hôm nay là thứ bảy và tuần sau thì được nghỉ 2 ngày nữa nên là nhà mình đang đi đến biển. Đây là một cái vùng biển ở miền trung của Hàn Quốc nhưng mà trời đang mưa nha mọi người ạ. Nhà mình cứ đi biển là trời sẽ mưa. À không phải là đi biển mà cứ đi chơi xa thì trời sẽ mưa. Hôm nay đi thì chỉ có hai vợ chồng với lại con gái thôi, tại vì mẹ chồng không đi, bố chồng đang bị ốm, bị bệnh rất là nặng ấy, nên là bố mẹ không đi. Tại vì con mình thì hàng năm nó vẫn muốn được đi biển này, được đi bơi các thứ ấy, nên là kỳ nghỉ hè thì cho nó đi một lần. Con mình sẽ được nghỉ hè đến ngày 20 tháng 8 là sẽ phải đi học rồi ấy, nên là không có nhiều thời gian. Bây giờ sẽ ăn bánh mì nha mọi người ạ. Đây là bánh mì mẹ chồng mua cho. Là đi trên xe, trên đường đi thì có thể ăn bánh mì này. À, kiểu như là đi đói rồi, mẹ mỗi khi đi đâu ấy, mẹ hay mua đồ ăn vặt lắm nên là mẹ mua cho bảo mang đi để ăn trên đường. À, rất là cảm ơn mẹ luôn, tại vì không có mẹ thì bây giờ chả có cái gì để ăn cả, bởi vì mình không mua cái gì, mình ít mua đồ ăn vặt lắm. Bánh này là một loại bánh gọi là ở trong nó có hạt dẻ rất là ngon ở Hàn Quốc. 140.000 một cái bánh này đây mọi người ạ. Bánh này ngon lắm nhưng mà tại vì hôm qua mua rồi, bây giờ đang mùa hè để vào trong tủ lạnh nhé, nên là nó mình nghĩ là nó sẽ không 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 ấy. Nếu như bánh bánh mới làm thì rất là ngon. Hôm trước mình một mình còn ăn hết một nửa cái bánh này luôn ấy. Nhưng bây giờ không có con dao để ấy. Không có con dao để ấy nên là mình sẽ bẻ như thế này. Ở trong nó không có gì đâu, nó chỉ có một ít nhân trên này ấy. À, gọi là bánh hạt dẻ nhưng mà rất là ngon. À, mình thấy nhiều quán làm bánh nhưng mà tiệm bánh này làm cực kỳ ngon nên là thấy mẹ thấy mình ăn ngon đấy, cho mẹ mua về cho. Mời cả nhà cùng ăn bánh nha, tại vì chả ai ăn cả. Chồng mình hỏi có ăn không, bảo không ăn. Con mình không ăn, có ăn một mình. Trên đường đi thì nhà mình ghé vào cái trạm dừng chân. Đây là một cái trạm dừng chân khá là to và nó ở trên một cái đảo ở biển, nhưng mà tại vì nó gần bờ, nó không sâu ấy, và cái đảo này nhỏ nhỏ ấy, người ta làm nguyên một cái trạm dừng chân ở đây. À, có bán rất nhiều đồ ăn vặt này, rồi ở trong này thì có cả một cái khu bán quần áo gọi là outlet. À, bán quần áo rất là nhiều nữa. À, nhà mình lần nào đi qua đây thì cũng ghé cái trạm dừng chân này bởi vì nó rất là rộng và có nhiều đồ rất là hay nha mọi người ạ. Đây, đây chính là cái trạm dừng chân này. Và ở trên này ấy, thì những cái đồ ăn vặt ngon lắm. Con mình khi mà đi chơi ấy, thì thích nhất là đi trên đường cao tốc xong là đến những cái trạm dừng chân có rất nhiều đồ nên là nó thích lắm. Lần nào cứ đi qua trạm dừng chân là mẹ ơi con muốn đi vệ sinh, để lấy cái cớ để đi vào cái trạm dừng chân ấy mọi người. Mưa nhưng mà xe nhiều lắm luôn ấy, tại vì chủ vào cái ngày nghỉ nên là rất nhiều người đi. Cứ đi vào trong này là nó sẽ đi theo bố nó để đòi mua đồ mọi người ạ. Ui, ở đây có cái tiệm kem này. Dạo này có cái tiệm kem này ngon lắm ấy mọi người ạ. Đây. Wow, đông nhờ. Ui, bánh cá thơm đấy. Đây. Trời ơi, ở đây đồ gì cũng có này. Đồ ăn mọi người ơi, đây đây. Cái này gọi là review cái trạm dừng chân nha mọi người ạ. Tại vì mình nhiều quá mình cũng không mua được hết đâu mọi người ạ. Mình chỉ đi ngắm ngắm thôi. Đây còn có một cái khu người ta bán nước hoa với lại những cái xà phòng thơm ấy mọi người ạ. Nước hoa rồi gội đầu này. Ủa? Mua sao có ship không?
Cái là cái sáp tắm nhá mọi người ơi, nó rất là đắt mà con mình nó cứ đòi mua, lần trước mua một lần về không dùng được. Cứ thế? Nó đòi mua cái này đến khách sạn để khi mà tắm ấy thì nó muốn nghịch nên là nó đòi mua đấy. Cái này nó sẽ có bọt nhá mọi người, cái tạo bọt. Lần trước thì mình mua cái cũng y như thế này nhưng nó lại không tạo bọt này. Có 6.000. À là sao hana sao chụp kê. Mình sẽ mua cho nó một cái sáp tắm để đến đấy nó nghịch ấy. Ở đây có một cái bồn tắm rất là to. Ở trên này ấy thì người ta bán những cái này mình không biết là có phải là thủ công hay không, nhưng mà Alaska ở đây thì có rất nhiều những cái ấy này, những cái dầu thơm các thứ ấy nhiều lắm, không phải nước hoa đó mà gọi là dầu thơm, là những cái dầu bôi lên người hoặc là những cái kiểu nước hoa để ở trong nhà ấy, hoặc là những cái sáp thơm ấy. Đây là những cái ghế massage ấy, người ta cho thử nha mọi người. Nhưng mà cái ghế này là ghế mình mang đi được, chứ không phải ghế massage to đùng nằm ở trong nhà. Mà cái ghế này ấy, mình mang đi để ở trên xe, hoặc là đi đâu có thể mang đi để ở trên ghế là được. Người ta bán cái gọi là cái thuốc để xoa bóp ấy, và có người xoa bóp cho này. Đấy. Cái chỗ này ấy, nó rất là to nên là người ta giới thiệu sản phẩm này. Những người già thì thích cái này lắm mọi người ạ. Người trẻ thì thích cái này này. Ở đây cả một dàn luôn. Đấy. Rất là nhiều nha. Cái này nó gọi là cinnamulon, mình cũng không biết gọi là gì, nhưng mà làm như thế này rất là đắt này, 29.000. Và 500.000 tiền Việt Nam, hơn 500.000 tiền Việt Nam mình đấy, một cái. Ở đây có mấy cái túi rất là đẹp này. Màu cũng đẹp mà cái kiểu mình cũng rất là thích. Mình thấy mấy cái túi này đẹp đẹp ấy nên là mình muốn ngắm, nhưng mà nó rất là đắt nha. Mình nghĩ là kiểu giống như hàng fake nó bán ở đây nó rẻ, nhưng mà không ngờ rất là đắt nha mọi người ạ. Có những cái vào gần 100.000, 890.000 đấy mọi người. Có rất nhiều người xem này. Đây mấy cái nhãn nổi tiếng này. Cái này 79.000. 80.000 và khoảng hơn 1,5 triệu một cái. Khá là đẹp này. Ôi trời nắng rồi mọi người ơi. Nhưng bây giờ thì trời nắng rồi, chắc là cái số đi chơi thì trời lúc nào cũng phải mưa mới, không là nó mới nắng lên được hay sao ấy này. Trời đã bắt đầu nắng rồi. Trạm dừng chân này đông lắm luôn đấy. Wow. Sáng dậy đi đã được bà cho tiền này, bà nội cho 10.000, bảo đi muốn ăn cái gì thì ăn, muốn kiểu ý con tự mua lấy ấy. Bố mắng là lấy tiền của bà thế không được đâu, có phải con lấy đâu, bà cho mà. Ở đây có dép bán mọi người ơi, cái dép này Hàn Quốc dạo này cái dép này rất là thịnh hành nha mọi người, mùa hè thì gần như là ai cũng có một đôi, rất là đẹp. Mua xong bọn trẻ con nó sẽ lấy mấy cái như thế này này, mua ở ngoài rất là đắt nhá, mua xong là về cài vào đây này, nhìn nó đẹp lắm. Trong này ấy, thì là cái chỗ bán đồ ăn. Momokusuko. Bánh gạo cay này. Đồ ăn thì có nhiều lắm, cái gì cũng có, nhưng mà mình chưa biết ăn cái gì được. Ở đây có cái máy bán tự động ấy, mình phải đến đây mình chọn nha mọi người ạ. Mình thanh toán xong là mình lấy cái phiếu ra, người ta sẽ bán cho mình. Wow. Thật giận quá luôn mọi người ạ. Mọi người cũng xếp hàng mua nhiều lắm. Wow. Đây số tóc bánh qua mình thích đây không? Đây là cái khai tây người ta luộc xong rồi chiên nha mọi người. Mình không biết là người ta cho gia vị gì không. Còn đây là cái gọi là mình gọi là xúc xích ấy. Đây, mình mua cái này. Cái kia. Xem đi ta. Ơi, mua được một xiên này này. Mua được cái này cho con gái một xiên này. Khoảng 80.000 tiền Việt Nam mình nha mọi người. Ui.
mua cái này cho nó kêu là nó không thích cái này mà nó thích sô tô. Sô tô. Sô tô nha mọi người, người ta ấy sẵn cái ấy này lên rồi. Nào cái này cay nó không thích. Cái này nó rắc cái bột phô mai lên ngon lắm mọi người. Lần đầu tiên mình ăn này. Wow, chạm dừng chân nó đông quá nên là cứ phải chen chân nhau ở trong đấy. Và bây giờ trời nắng lên rồi, nhìn rất là thích nhưng mà nóng lắm. Mình bắt đầu đến rồi nha mọi người ạ. Đây là cái quảng trường. Bây giờ 3 giờ chiều mới được vào khách sạn nên là sẽ đi ăn cơm trước nhé. Ăn cơm trưa nhưng mà chưa biết là ăn cái gì. Cái chỗ này là một quảng trường và ở đây thì có lễ hội bùn rất là nổi tiếng. Nhưng mà cách đây hơn một tuần rồi. Bây giờ mình đến thì không có lễ hội bùn nữa. Bây giờ là 1 giờ 40 phút chiều, nhà mình đến khách sạn rồi. Đây là cái tầng gửi xe, tầng hầm gửi xe của khách sạn. Nhưng mà 3 giờ thì người ta mới cho mình nhận phòng. Nên là nhà mình định là sẽ đi ăn cơm trước, xong là đến đây rồi để đồ ấy, nhận phòng xong thì sẽ đi ra biển. Ở đây gọi là Posam nhưng mà hôm nay người ta còn bớt luôn cả cái phần rau sống nữa nha mọi người ạ, không có rau sống. Lúc nãy mình gọi xong rồi thì bà trong bếp bà ấy bảo là hôm nay hết rau sống rồi. Rau sống Hàn Quốc là ngày đắt quá nên là người ta cũng bớt cả rau sống luôn ấy. Đây là thịt luộc 20.000 một suất này nha mọi người, 20.000 được có một đĩa thịt luộc như thế này thôi. 밥을 먹어야 힘이 생겨서 바다에 수영을 하지. Nhưng mà thịt ở đây ấy, mình cứ cảm giống như là thịt người ta làm kiểu giống như thịt hun khói ấy. Màu thì không có nhưng mà cái vị thì rất là giống mọi người ạ, không giống thịt tươi một tí nào. Khá na. Bùi ớ. Hung phúc sủi á. Chồng mình ăn mì gọi là mì đậu, bún đậu. Anh ấy rất thích ăn mì nên là cứ nhìn thấy mì là anh phải gọi. Bố nó đang ép ăn cơm tại vì nó không chịu ăn đấy. Thì bố bảo là không ăn là sẽ không được vào khách sạn nên là bây giờ đồng ý là ăn thêm 3 miếng nữa. Ngọc Linh nhà mình rất là kén ăn nha mọi người, rất là kén ăn, nó không ăn những cái đồ như là hải sản. Những cái đồ như hải sản là nó sẽ không ăn nên là đi biển cũng rất là mệt nha mọi người ạ. Đồng ý với bố là ăn thêm 3 miếng nữa. Nó không ăn canh, nó cũng không ăn rau, không ăn hải sản. Rau nó ăn hạn chế lắm, chỉ ăn một số món thôi nên là rất là còi này. Uầy. 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 Bố bắt ăn 3 miếng cơm đâu là mẹ ơi, con ăn một miếng cơm rồi, ăn 2 miếng nước không được à? Mẹ cứ bảo bố là con ăn 3 miếng rồi. Xui mẹ nói dối đấy. Oke, oke. Ừ. Mai hết xuân. Ừ. Nó đang bố đi hút thuốc rồi, nó đang đòi ăn gian bố nó đây. Nó một miếng này bố mẹ chia ra làm 2 miếng để con ăn đi, con không ăn được nữa. Trời ơi khổ quá đi mất thôi. Thật ra cái thịt này nó cũng không ngon mọi người ạ. Mình nói thật, không phải là mình quay video là mình chê đâu, nhưng mà nó không phải là không ngon mà là nó kiểu giống như là nó khác với những cái thịt luộc mình đã từng ăn ở Hàn Quốc. Có một cái món gọi là Busan, tức là khi người ta luộc thịt thế này rồi thì người ta sẽ cho mình ăn chung với ăn nhé. Người ta sẽ cho mình ăn cuốn với cái lá rau salad ấy, những cái lá rau thơm ở Hàn Quốc ấy, và cho cái ấy cho kim chi vào. Nhưng mà ở đây mình thấy nó khác so với những cái thịt luộc mà mình đã từng ăn. Hôm nay người ta kêu là không có rau này, nên là chả có gia vị gì, chỉ cả có một đĩa thịt luộc này thôi. Và đây là một suất 20.000 mọi người, vào khoảng gần 400.000 tiền Việt Nam mình, khoảng 370-380 ấy. Ở đây có một cái máy lọc không khí nhưng mà nó chạy di động nha mọi người ạ. Lần đầu mình nhìn thấy cái máy này.
Những cái máy hút không khí thì có rất là nhiều, cái máy lọc không khí thì ở Hàn Quốc có rất là nhiều nhá. Nhà nào cũng gần như là nhà nào cũng dùng, nhà mình thì không có dùng, tại nhà mình gần núi. Nhưng mà cái nó di động như thế này là đầu tiên mình nhìn thấy mọi người ạ. Nhìn nó hay ghê. Đây là cái hình ảnh bên trong khách sạn này. Khá là ý luôn. Phòng tập gym cũng có khá nhiều máy này. Nhưng mà mình không biết là mình chỉ cần có thẻ phòng thì mình sẽ được dùng hay sao á. Tại vì không thấy ghi giá ở đây. Có phòng tập gym, nhà vệ sinh này. Ở bên này có một phòng phòng giặt mọi người ạ. Phòng này mình có thể có máy giặt các thứ ấy. Mình có thể mang máy giặt xuống đây để ấy mang quần áo xuống để giặt. Mình giặt xong là mình ôi trả tiền nữa nha mọi người nha, không biết là một lần là bao nhiêu này. Mình giặt xong mình sấy luôn thì tầm 2 tiếng là mình sẽ có quần áo để mặc. 3.000 một lần sử dụng là 3.000 với máy giặt. Máy sấy cũng là 3.000. Cái này cái máy sấy này nó nhanh được lắm, nhà mình dùng ấy nên là nhà mình đợt trước mới mua, tháng trước mới mua nên là mình thấy sấy nó tiện cực kỳ. Mình giặt xong là mình cho vào cái máy sấy, khoảng một tiếng sau là quần áo ra khô rong, mình có thể mặc được luôn. Nhà mình ở 602. Wow. Có view biển nhá mọi người ạ, tại vì ở đây phòng nào cũng có view biển hết. Cái cửa sổ kia, cái rèm nó tự động nó mở ra nhìn thấy biển. Wow. Ui, phòng bé thế. 가, 자기야, 작지? 우리 보니까 사진에서 보니까 크잖아. 어, mình xem ở trên mạng cái lúc mà đặt phòng ấy, thấy cái phòng nó rất là rộng. Cái phòng rộng lắm, nhưng mà sao đến này, phòng chật thế, trời ơi, kiểu giống như lửa nhau ấy. Nhưng mà được cái view rất là đẹp này. Đấy, nhìn xuống bên này, view biển. Ồ, trời. Khá nào tê? Con rất là thích, con gái rất là thích. View rất là đẹp nhưng mà mỗi tội là phòng chật. Hàn Quốc thường là những cái phòng khách sạn ấy rất là rộng. Nhà mình mỗi lần đi ấy, thì sẽ ở một cái pension, kiểu giống như Việt Nam mình gọi là resort ấy, và có chỗ nấu nướng hết này. Đấy. Con mình đã vào đây quậy nhà tắm rồi này. Nhà tắm này mình rất thích kiểu nhà tắm như thế này. Tại vì nhà tắm nhà mình ấy rất là chật và nó không có cái kính như thế này. Khi mà tắm ấy sẽ bẩn hết, ướt hết những cái nước ở đây, ướt hết cả bồn cầu và mỗi lần phải lau rất là vất vả, nên là mình rất thích kiểu nhà tắm mà có cái kính ngăn như thế này ấy. Ở đây nhìn xuống dưới này này, bãi biển này rất là dài và nổi tiếng nha mọi người ạ. Biển này cực kỳ nổi tiếng và những ngày đỉnh điểm ấy nó sẽ kín hết cả người. So với Busan, biển Haeundae thì nó cũng không bằng đâu, nhưng mà bãi biển này rất là dài và rất là nổi tiếng này. Biển phía Tây rất là ấm áp và dễ kiểu giống như là có nhiều người tắm. Mẹ, mẹ đã. 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 Mẹ bảo con mặc áo tắm, áo bơi rồi sau lại không đi ra biển và mà vẫn ngồi ở đây, nó đang đợi để ra biển này. Cái phòng hôm nay mình ở đây thì nó hơi chật một chút nhưng mà được cái view rất là đẹp mọi người. Ngồi đây thì nhìn thấy bãi biển hết và nó rất là sạch sẽ. Nhưng mà tiếc một cái là nó hơi chật một tí và không có cái bồn tắm. Tại vì con mình thì lúc mà nhìn trên ảnh ấy, mình nhìn thấy có bồn tắm thì mới đặt. Nhưng mà đến đây thì nó lại không có cái bồn. Và cái phòng này hai vợ chồng mình với lại con mình ở đây 2 đêm là 510.000 tiền Hàn, 530.000 tiền Hàn vào khoảng 10 triệu ở 2 đêm ở cái phòng, cái khách sạn này nha mọi người ạ. Và không có bao gồm bữa sáng đâu nhé. Bữa sáng thì mình muốn ăn thì mình phải mỗi người là 30.000, người lớn, còn trẻ con là 20.000. Và nếu như mà nhà mình mà ăn buổi sáng ở đây thì sẽ mất 80.000, mất khoảng 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam mình. Nhưng mà nhưng mà hai vợ chồng mình đã quyết định là sẽ không ăn sáng ở đây, bởi vì với 80.000 đấy thì mình có thể ra ngoài ăn được nhiều món. Với lại hai vợ chồng mình thì không hay ăn sáng, ăn sáng rất là nhẹ, ăn mì tôm, ăn mì hộp cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây, tí nữa thì